xin chào các bạn trở lại kênh YouTube Ông Càng Bự Khánh Nguyễn. Thì sau một loạt các clip review về bag rồi thì và những sản phẩm Khánh đã tung ra thì tới hôm nay Khánh Nguyễn sẽ review một cây kèn mà được gọi là đã đi vào huyền thoại về saxophone trên toàn thế giới. Đó là King Super 20, hay nếu mà dịch ra tiếng Việt được gọi là ông hoàng siêu nhân chẳng hạn vậy, hay là được gọi là siêu nhân hoàng thượng, là siêu hoàng thượng cũng được. Ok, các bạn có thể hiểu cách nào cũng được. Nhưng mà tại vì sao King Super 20 lại được coi là một trong những hãng kèn mà được gọi là một trong những cái cây kèn rất là hay mà được tính là dòng professional nha các bạn nhé. Tại vì sao lại như vậy? Đầu tiên chúng ta phải biết King là một hãng sản xuất đến từ đất nước xứ sở cờ hoa Hoa Kỳ. Chính xác. Bởi vì sao? King đi liền với nó có Cole, có King, có Elkhart, rất là nhiều hãng khác nhau. Nhưng mà hai cái hãng lớn và hay đối chọi với nhau nhất là Cole và King. Ví dụ như bên Cole thì có cái cây professional nhất của hãng Cole là Cole Naked Lady. Khánh Nguyễn chưa có dịp được review cho các bạn xem cây Cole Naked Lady. Nhưng mà tuy nhiên trong tương lai không xa chắc chắn sẽ có cây đó cho các bạn xem. Cole Naked Lady được đánh giá rất là cao. Và tuy nhiên bên cạnh đó thì đối chọi với lại Cole thì King đã cho ra một dòng King rất là hay từ những cái cây King cổ giống như là King H and White, hay còn gọi là H and White. Thì tới những cây King giống như là King Zephyr, rồi hình như Khánh nhớ cuối cùng vẫn là cuối cùng professional đó là King Super King 20. Thì Super King 20 ở đây nó có hai loại, và một cái đời trước, một cái đời sau, một cái đời thường, một cái đời nó cao cấp hơn. Nếu Khánh nhớ không lầm là như vậy. Thì thường một cây kèn King thì chúng ta sẽ thấy những cây kèn King Super 20 nó sẽ có hai màu. Đó là thân vàng, cờ lê trắng, hoặc là thân vàng, loa bạc và cổ bạc. Thì cái đó là King Super Super 20 Silver Sonic. Thì những cây Silver Sonic thì giá nó rất là cao. Và hiện tại thì Khánh đang cầm cái cây đây để review. Đó là King Super 20 nhưng không phải Silver Sonic, cũng không phải là King Super 20 đời trước, mà là một cây King Super 20 hậu thế của hai cây kia. Nói ở đây cho các bạn rõ về thông tin. Thì đây là cái hộp của King Super 20. Phải nói đúng nghĩa King sản xuất cái hộp cho cái dòng đặc biệt này rất là nặng. Thật sự nói là ở đây Khánh cầm cảm giác rất là nặng các bạn ạ. Và hai cái khóa của nó cực kỳ chắc chắn. Và tới bây giờ cây này tính ra cũng cả vài chục năm tuổi rồi, nhưng mà tới bây giờ thì cái khóa nó vẫn còn rất là tốt nha các bạn. Đối với những dạng khóa này khi mà để lâu nó bị rỉ sét thì nó sẽ không có bung được. Đây các bạn xem nè. Đấy, rất là chắc chắn, cái hộp rất là tốt. Thì điểm sơ về ngoài lề một chút xíu, đây là cái hộp zin của hãng King nha các bạn. Và nói tiếp về hãng King thì sau này hãng King ra một số cái dòng kèn hiện đại hơn, mới hơn về theo cái thị hiếu mới sau này. Thì chúng ta có King 63, King 880 hay 830, Khánh không nhớ rõ lắm. Nhưng mà tuy nhiên hãng King hình như vẫn còn tồn tại, vẫn còn sản xuất kèn. Nếu Khánh nhớ không lầm là vậy. Nếu mà có gì sai hay là có thông tin nào khác, các bạn hãy để lại comment bình luận ở bên dưới cho Khánh, để mà chúng ta có dịp trao đổi thêm về saxophone với nhau. Ok, đầu tiên sẽ mở hộp coi bên trong nó sẽ như thế nào. Wow, thảo nào cái hộp này nó nặng. Nó làm mút rất là dày, rất là chắc các bạn ơi. Và ở đây nó có một cái nắp nữa. Có một cái nắp để cái cổ bé. Đúng nghĩa là một cái kèn professional của hãng King thì họ chăm chút, họ trân trọng nó, họ bỏ một cái hộp rất là rộng và kiểu như nhìn nó rất là trang trọng, nhìn vào là thấy cái kèn nó được đối đãi tốt kiểu vậy đó. Nhưng mà trên tay Khánh thì cái cây này dựa vào cái sự am hiểu, dựa vào cái sự nhìn sơ qua của Khánh thì đầu tiên mình biết được cái chất liệu của cây này là làm có một cái phần trăm đồng đỏ rất là cao. Tại vì những cái vết tràn xi này nè,
nó ra cái màu đồng đỏ nè các bạn, nó ra cái màu đồng đỏ nè, rất là rõ luôn. Bông của nó khá đẹp, nhưng mà cái thân của nó thì theo Khánh thấy là cái thân của càng kinh này có vẻ hơi nhẹ hơn một chút xíu, cảm giác là như vậy thôi. Nhưng mà không biết là những cây Silver Sonic nó như thế nào, tại vì cũng chưa được dịp thử, thực sự là cũng chưa được dịp thử qua. Ok. Thế bấm của nó cũng là thuộc dạng thế mới nha các bạn nha, chứ không phải thế cũ. Có một cái dạng thế bấm rất là mới. Nó có một cái bộ cùm nó thiết kế rất là dễ chịu, chứ không phải là như cái lẫy đẩy vào giống như những cây càng cổ khác, giống như những cái đời cũ khác. Thì cái đời này thì nó sẽ giúp cho mình được một cái lợi là bấm nó sẽ thuận ngón hơn, dễ bấm hơn, dễ chơi hơn. Theo như cảm giác thì hiện tại cây này vẫn đang trong tình trạng rất là kín. Nói về keyword thì keyword này nó đúng nghĩa là kiểu tay của người Mỹ chơi thì họ thiết kế cái keyword nó sẽ hơi vòng một chút xíu. Cái octa của nó cũng octa này nó thiết kế theo kiểu mới, mặc dù không thuận lắm nhưng mà cũng rất là đáng để so với những cái cây kèn mà đời cũ hơn. Rất dễ chịu, rất dễ chơi nha các bạn. À, một cái đặc điểm nữa là cái cổ. Cái cây này không phải là cái cổ giống như cổ Janna, octa nó ngược ở phía dưới, mà là cái octa nó để cái kiểu giống như cổ Janna. Thường nếu Khánh nhớ không lầm, hãng King Super 20, cái dòng King Super 20 này họ sẽ làm cái cổ là cái cổ nó ngược xuống dưới giống như những cái kèn của Janna Gisawa. Nhưng mà thực tế ra Khánh biết được một thông tin đó là hãng Janna Gisawa họ lấy cái thiết kế của cổ King Super 20 để họ làm cổ của họ sau này. Không biết có chính xác hay không, để là bình luận cho Khánh ở bên dưới nha. Ok. Nói qua nói lại rồi thì cũng phải thử. Cái này là cái phần mà được gọi là rất là nhiều người trông chờ đấy. Trong video lần này, Khánh Nguyễn muốn nhấn mạnh một điều. Đó chính là đây chỉ là cái King Super 20 đời mới. Có nghĩa là sau những cái dòng Silver Sonic, chứ không phải là đời mới hiện tại bây giờ. Nó chỉ sau cái dòng đó thôi. Nhấn mạnh cái điều đó để cho các bạn có thông tin rõ ràng hơn nhé. Mất công rồi lại nói ủa King Silver Sonic sao mà nhìn không giống, thì lúc đó thì Khánh không biết trả lời sao. Khánh đã có giải thích rất là rõ rồi, có nghe kỹ hết video thì mới biết được là những điều Khánh đang nói. Thì trước đây thì Khánh cũng từng được thử qua King Super 20 rồi, nhưng mà Khánh không có cái trải nghiệm gì rõ ràng lắm. Bởi vì sao? Bởi vì thời điểm đó mình không có khái niệm về các hãng kèn, mình không có khái niệm về các cái sao tuyến nhiều. Thì bây giờ thổi lại thì không biết là sẽ như thế nào, không biết cái cảm giác nó có đúng với những gì mà mình từng được nghe hay không. Bởi vì tới hiện tại King Super 20 Silver Sonic vẫn rất có giá trị nha các bạn. Nếu một cây còn đẹp á, nếu Khánh nhớ không lầm là tính thời điểm hiện tại là nó có thể rơi vào tầm khoảng chừng 4-5 ngàn đô, có thể hơn, thực sự là có thể hơn. Nhưng mà trong tay Khánh thì Khánh thấy là cái đời sau này có vẻ là nó sẽ không hay bằng cái đời Silver Sonic, nhưng mà giá của nó chắc cũng cao chứ không có thấp đâu. Ok. Khánh vẫn như vậy. Georgia DV Yam Van Doren V12 số 3 nha các bạn nha. Nhớ là số 3 nha. Ligatia Ishimori cùng test King Super 20. Chà. Đúng rồi, cảm giác cầm mấy cây càng Mỹ nó cái tay nó có vẻ nó rộng hay như thế nào, thấy nó hơi sừng sừng một xíu. Chắc là do thiết kế nó cũ, mình chưa có quen. Ok. Thank you.
Phải nói là Viên Super 20 đúng là không hổ danh là một ông hoàng. Bởi vì sao rất là phù hợp để mà chơi những cái đồ mà nãy các bạn. Tiếng rất là đanh, rất là chắc. Là một cái đặc điểm rất là hay. Và thêm một cái nữa nha các bạn. Thêm một cái nữa thì Khánh Nguyễn muốn thông tin cho các bạn để mà về lâu về dài các bạn có cái cơ sở để các bạn lựa chọn cái sao kèn, cái cây kèn cho các bạn. Tiếng Super 20 không phù hợp để chơi nhạc Việt Nam lắm. Bởi vì cái tiếng của nó rất là cục, nó không có được mềm mại. Mình sẽ thử hai câu. Một câu kiểu như nhạc kiểu Mỹ, những cái scale kiểu như vậy. Rồi một câu nhạc Việt Nam chẳng hạn. Ok, mình sẽ thử hai câu. Ok, nhạc Mỹ trước đi. Ok, thử nhạc Việt Nam coi như thế nào. Khánh Nguyễn nghĩ đến đây video thì nó cũng khá rõ ràng về cây King Super 20 nếu các bạn muốn mua rồi. Thực ra King Super 20 là một trong những cây kèn rất là hay chứ không phải là dở nha các bạn. Nhưng nó sẽ phù hợp với những dòng nhạc khác, ví dụ như jazz, funky, blues, những classic. Nhưng mà sẽ không có phù hợp nhiều với lại nhạc pop, nhạc Việt Nam. Ok. Không biết nói gì hơn nữa. Thì Khánh Nguyễn sẽ kết thúc video tại đây. Và mong gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau, trong nhiều clip review hơn nữa. Và Khánh Nguyễn cũng sẽ trở lại với những phần bài học trong năm sau. Video đây thì có thể là phải qua năm của Tết Tây nó mới bắt đầu xuất hiện trên YouTube. Nhưng mà Khánh Nguyễn muốn gửi lời chúc hơi muộn màng đến các bạn một chút, là những người đang theo dõi kênh, đang hỗ trợ Khánh ở trên YouTube. Khánh Nguyễn muốn gửi lời chúc cho các bạn một năm mới có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm đam mê và thật nhiều cái năng lượng trong chuyện tập saxophone và cùng đồng hành với Khánh Nguyễn trong những video lần sau nữa. Ok, Khánh Nguyễn gửi lời chúc đặc biệt tới tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tất cả bạn trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.